Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con phong lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng bài 71, Kinh dạy Vajjagotā về Tam Minh. Tề quý giá Vajjagotā Sutta, phân đoạn 333 đến 355. 333 đến 335 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điệp ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi lễ bái Tam Bảo. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng bài 71, kinh dạy Vajjagotā về Tam Minh. Tề quý giá Vajjagotā Gotā Sutta, phân đoạn 333 đến 335 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo, kính lễ chư Tịnh Phật đệ tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay có tựa đề rất là dài, Tề quý giá Vajjagotā Sutta. Ở đây gồm có hai phần. Vajjagotā là tên của một vị du sĩ ngoại đạo. Còn cái chữ Tề quý giá hay là Ba Minh
là điểm chính mà Đức Phật giảng dạy ở trong bài kinh này. Cho Quý Chất Bồ Tát ở đây chúng ta cũng biết rằng rất ít trường hợp mà cái tựa bài kinh là được ghép tên người và tên chi pháp ở trong bài kinh. Nhưng mà như thế nào đi nữa thì ở đây trình bày như vậy là chúng ta cũng hiểu được. Và Quốc Chất Quốc Thám đã hỏi Đức Phật nhiều vấn đề, nhất là câu hỏi về nhất thiết chủ trí của Đức Phật và cách mà Đức Phật anh trả lời, để cho chúng ta thấy rằng là sự thật một vị dù đó là vị chánh đẳng chánh giác thì Ngài cũng bảo rằng không phải lúc nào một cái trí tuệ siêu việt luôn luôn hiện hữu, không phải nhất thiết trí nhất thiết kiến khi đi khi đứng khi ngủ khi thức thì kiến luôn luôn tồn tại và liên tục, không phải như vậy. Chính Đức Thế Tôn Ngài đã nói ra điều đó. Khi nào Ngài muốn, Ngài muốn biết về quá khứ thì Ngài dùng túc mạng minh, và không biết về chúng sanh thì Ngài dùng sanh tử minh. Ngài là bậc đoạn trừ các lòng hoặc, khi nào một ngày quán xét các lòng hoặc được đoạn trừ thì lúc đó cái trí tuệ mới khởi lên cái chỗ này, chứ không phải là lúc nào cũng có được. Cũng như một người nhà giàu, không phải lúc nào trong tay cũng cầm tiền, lúc nào cũng đi mua sắm. Mặc dù có tiền nhưng mà có những lúc như là đi bách bộ, đi thể dục thì cái trường hợp là khác, người ta không cần đến tiền. Lúc nào cần thiết thì ta đi mua sắm, còn không thì thôi chứ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh này để chúng ta hiểu được từ cái pháp của Đức Chánh Đạo Chánh Giác. Trước hết xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Vi Ẩn Sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài kinh này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 71, kinh dạy Vajjhagotā về Tam Minh, Tê Quý Giá Vajjhagotā Sutta, phân đoạn 333 đến 335 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. 71. Kinh dạy Vajjhagotā về Tam Minh, Tê Quýt Giá Vajjhagotā Sutta, phân đoạn 333 đến 335. Tên bài kinh lấy từ hai điểm của nội dung. Vajjhagotā là tên của một du sĩ ngoại đạo, người thỉnh giáo Đức Phật, Tê Quýt Giá. Ba minh là điểm chính của đức
điểm chính mà Đức Phật giảng dạy. Rất ít trường hợp mà tên người và chi pháp được ghép lại thành tên của bài kinh. Sau bài kinh này, có một bài kinh khác cũng với Quát Tá. Đức Phật dùng thí dụ ngọn lửa nên gọi là kinh dạy Quát Chá Quát Tá về lửa. Và sau đó nữa, có một bài kinh dài cũng với nhân vật này, tên Đại Kinh Quát Chá Quát Tá. Thuở ấy, khi Đức Thế Tôn ở Vesali, Tỳ Xá Ly, rừng Đại Lâm tại Kutagarasala, giảng đường Trùng Cát, bấy giờ trong một nhân duyên gặp gỡ với Đức Phật, du sĩ ngoại đạo đã nêu lên câu hỏi, phải chăng Đức Phật là bậc nhất thiết trí, và khi đi, đứng, ngủ và thức, tri kiến nơi Ngài tồn tại liên tục. Đức Phật trả lời là nói như vậy không chính xác, mà nên nói rằng Ngài là bậc chứng ba minh. Những gì Ngài muốn biết đều có thể biết, nhưng không phải tri kiến ấy luôn hiện hữu trong mọi lúc. 333 câu hỏi về nhất thiết chủng trí. Có một quan điểm mà các giáo chủ ngoại đạo, đặc biệt là Nigantha Natabutta của đạo Zen, tuyên bố là mình có trí tuệ siêu việt và trí tuệ ấy luôn hiện hữu cả ngày lẫn đêm trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, Tỳ Xá Ly, rừng Đại Lâm tại Kutagarasala, Trùng Cát giảng đường. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Quát Chát Quát Tá ở tại Ekapundarika, vườn du sĩ ngoại đạo, Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau, nay còn quá sớm để đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến Ekapundarika, vườn của các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Quách Chá Gót Tá. Rồi Thế Tôn đi đến Ekapundarika, vườn du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Quách Chá Gót Tá. Du sĩ ngoại đạo Quách Chá Gót Tá thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến, bạch Thế Tôn, thiện lai, Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây, bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn, du sĩ ngoại đạo Quát Chá Gót Tá lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Quát Chá Gót Tá bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con nghe như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, Ngài tự là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói. Những vị ấy không vu khống Thế Tôn với điều không thực, nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. 334. Một cách để hiểu về Phật trí. Trí tuệ khi sử dụng thì hiện khởi, nhưng không phải luôn luôn có mặt hiện hữu trong mọi khắc, mọi thời khắc. Nên nói như vậy là không thích đáng. Điểm trọng yếu khi nói về Phật trí là tam minh. Kinh văn. Này Quách Chá, những ai nói như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đấy là họ nói về ta không đúng với điều đã được nói. Họ đã vu khống ta với điều không thực, hư ngụy. Phải giải thích như thế nào, bạch Thế Tôn, chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói. Chúng con không vu khống Thế Tôn với điều không thực. Chúng con mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp. Và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Ông phải giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Tề Quý Chá, thì này
Quách Trá, ông mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Này Quách Trá, khi nào ta muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta sẽ nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Quách Trá, nếu ta muốn, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Ta nghĩ rằng thực sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, thiên giới trên đời này. Như vậy ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, ta tuệ tri rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Quách Trá, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và với sự giải thích, Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Này Quách Trá, người ấy mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một vị đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Khi được nói vậy, du sĩ Quách Trá Gót Tá bạch Thế Tôn. 335 câu hỏi về tái sanh. Nhân Đức Phật đề cập tới Tam Minh với Túc Mạng Minh và Thiên Nhãn Minh, Quách Trá Gót Tá đã hỏi thêm về sự tái sanh. Kinh văn: Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau? Này Quách Trá, không có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên? Không chỉ phải chỉ 100, này Quách Trá, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500, nhưng nhiều hơn như vậy là những người tại gia không đoạn trừ tại gia kiết sử mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân ngoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Này Quách Trá, không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân ngoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân ngoại mạng chung có thể sanh thiên? Này Quách Trá, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh thiên. Trừ một vị, và vị này thuyết về nghiệp và thuyết về tác dụng của nghiệp. Sự việc là như vậy, Tôn giả Gotama, thời ngoại đạo giới này,
Tithà Giá Tá Năng là trống không cho vấn đề sanh thiên. Sự việc là như vậy này Quách Trá, thời ngoại giáo, ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Quách Trá Gót Tá hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và con đã đọc xong bài kinh văn, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn cô Phong Lan đã đọc bài học hôm nay. Bây giờ đó thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học bài kinh Tê Vít Chát Quách Trá Gót Tá. Thì đây là một bài kinh mà như là sự giải thích là có nhiều cái bài kinh tương tự, tức là có một cái bài kinh dài nói về nhân vật Quách Trá Gót Tá này, hay hoặc là giải về sự cúng thờ thần lửa ở trong ba cái, trong cái lửa của cái người đối với cái đạo Bà La Môn, cũng liên quan đến cái nhân vật Quách Trá Gót Tá này. Thì trong nội dung cái bài kinh này đó thì trước tiên đó là nói đến cái việc mà khi mà du sĩ Quách Trá Gót Tá đến gặp Đức Phật, thì khi đưa ra cái quan điểm suy nghĩ của mình về cái sự nhận xét của mình về các vị ngoại giáo, các vị giáo chủ ngoại đạo, thì theo đó đó thì các vị giáo chủ ngoại đạo theo lời của Quách Trá Gót Tá, du sĩ Quách Trá Gót Tá thì nói rằng các du sĩ ngoại đạo là một cái bậc mà có trí tuệ siêu việt. Tức là cái trí tuệ này đó, theo cái cách hiểu đó là ông ta nói rằng là nó sẽ hiện hiện trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi lúc mọi nơi. Trong khi thì Đức Phật này nói rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác, các vị thánh đệ tử của Đức Phật á, thì khi nào mà muốn tận dụng, muốn thể hiện cái trí tuệ của mình thì lúc đó mới thể hiện, mới có cái sự xuất hiện của trí tuệ. Điều này đó là giống như là chúng ta thấy rằng ở trong Di Diệu Pháp đó, thì cái tâm tố ở dục giới hay là tâm tố ở sắc giới hoặc là vô sắc giới đó, thì cái tâm đó là để dành cho các cái vị A-la-hán hay là Đức Phật sử dụng những cái tâm đó, tâm tố hay là tâm hành hay là tâm di tác. Thì cái tâm đó đó là có những trường mà chúng ta thấy rằng có 8 cái tâm ở trong tâm, 8 tâm tố dục giới ấy, thì có những tâm tương ương trí và có những tâm không tương ương trí. Như vậy thì có 4 tâm tương ương trí và có 4 không tâm tương ương trí. Có nghĩa là những cái việc mà không cần sử dụng trí, ví dụ như những cái việc thông thường như cái việc ăn cơm, cái việc sử dụng trong đời sống hàng ngày đó, thì không cần phải tận dụng cái trí đó, sử dụng cái trí đó để về suy xét hay là sự hiểu biết của mình. Nhưng mà có 4 cái tâm tương ương trí đó, thì có nghĩa là khi nào cần tận dụng, cần có cái sử dụng cái trí để hiểu rõ những điều đó, thì lúc đó đó đối với Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác đó, thì Ngài sẽ sử dụng cái đó. Đó là điều mà sự khác biệt đối với cái sự nhận xét của du sĩ Quách Trá Gót Tá về các vị đạo sĩ, cũng như là nghe truyền lại từ các vị đạo sĩ, nghe truyền lại từ các đạo sĩ. Trong khi Đức Phật á, thì Ngài nói rằng đối với vị mà chánh đẳng giác á, thì không phải lúc nào cũng có hiện hữu của cái trí đó. Vì vậy cho nên là không cần phải sử dụng trí. Lúc nào cần sử dụng
thì sẽ sử dụng cái trí đó. Về vấn đề đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật có một cái gọi là Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là cái vị mà hoàn toàn giác ngộ và liễu tri được tất cả các cái pháp hiện khởi ở trên cuộc đời này. Ngài biết được những cái pháp mà dắt dẫn, hướng cho chúng sanh đứng đến cái đạo lộ giải thoát hay cái sự an lạc ở trong đời sống luân hồi này. Và Ngài biết được những cái pháp mà đưa đến cái đọa khổ đau, cũng như là pháp mà dẫn cho chúng sanh nhận chìm trong khổ đau luân hồi này. Đó là điều mà đối với một vị giáo chủ chánh đẳng chánh giác nào đó thì Ngài luôn luôn biết rõ những điều đó. Cho nên là ở trong 10 cái hồng danh của Đức Phật của chúng ta, chúng ta thường niệm là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân, sư, Phật Thế Tôn. Thì cái gọi là thế gian giải, tức là Đức Phật ngài giải hết tất cả những cái điều. Nó có những điều đó là đối với những cái người, ngay cả những vị chứng thiền, những cái vị đạo sĩ chứng thiền, thì các vị đó cũng không thể nào lý giải hết được. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài giảng giải hết những điều đó. Ngài biết rõ những cái nguyên nhân, những cái cội nguồn, những cái pháp dắt dẫn từ ở đâu mà có những cái pháp đó. Đức Phật Ngài giải rõ những điều đó. Hay là Ngài có cái gọi là minh hạnh túc, cái hồng danh minh hạnh túc, tức là Ngài vừa chứng cái hiểu biết rõ, hay gọi là chứng đắc được tam minh nói riêng, và các cái công hạnh của một vị Phật chánh đẳng chánh giác đã trải qua, từ cái việc chứng thiền, hay hoặc là các cái công hạnh về giới hạnh của Đức Phật, cũng như là các cái pháp độ ba la mật này đều trải qua hết, tức là thực hành trọn vẹn. Vì vậy cho nên gọi là minh và hạnh, có cái hồng danh đó. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rằng nó là thường đó, là cái điều mà các cái vị đạo sĩ chứng thiền, thí dụ như mình nói là cái vị chứng thiền, chứng được tứ thiền ngũ tông, nếu mà chứng bốn thiền vô sắc, bốn thiền sắc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó, thì do cái sự nỗ lực của các cái vị đạo sĩ đó, thì phải nói một điều đó là cái trình độ mà chứng thiền của các vị đạo sĩ đó không phải là đơn thuần, cũng không phải là thấp. Nhưng mà ở đây đó là cái sự chứng tứ thiền ngũ thông của các vị, cái việc mà chứng tứ thiền ngũ thông của các vị đạo sĩ đó, đó ngoại giáo người ta, đạo sĩ ngoại giáo người ta cũng có thể chứng đến mức độ đó. Điều này đó thì chúng ta thấy rằng là các vị đạo sĩ ngoại giáo cũng có thể chứng được các cái thần thông tánh trí, nhưng mà chứng được tứ thiền ngũ thông thì ở đó đó là có thể là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông, vân vân. Thì nhưng mà các vị ấy chưa có đoạn trừ được các cái lậu hoặc, cho nên là nhờ cái năng lực của thiền thì các vị ấy cũng có thể biết được, do cái mức độ, cái trình độ mà gọi là chứng thiền, trình độ nội tâm nó đạt được một cái mức độ nhất định, cho nên là các vị đó cũng có thể biết được cái mạng sống, cái đời sống quá khứ của mình, rồi biết được cái một số cái sinh loài ở các cái cảnh giới do có tái sanh ở nơi này nơi kia. Nhưng mà cái điều mà hiểu biết của các vị đạo sĩ đó, các vị du sĩ đó, mặc dù là chứng tứ thiền ngũ thông đó, có được cái túc mạng thông, hay là có được cái tha tâm thông, hay hoặc là có được cái thiên nhãn thông, thì cái đó nó cũng có cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà cái sự hiểu biết đó đó, cái sự biết đó đó, nó cũng có cái giới hạn. Giới hạn ở đây đó, chúng ta biết rằng có thể một điều đó là đời sống luân hồi đó,
thì như là trong kinh tương ưng Đức Phật Ngài dạy là khởi thủy là luân hồi, vô thủy là luân hồi. Thì có nghĩa là đời sống chúng sanh á, là không biết nó khởi nó từ khi nào, nhưng mà bắt đầu từ ở cái sự hiện khởi của chúng sanh, bắt đầu từ ở cái phiền não, bắt đầu từ ở cái hạnh nghiệp của chúng sanh tạo nên cái đời sống luân hồi này. Mà do đó thì Đức Phật Ngài thuyết về giáo lý duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên đó, giáo lý duyên khởi. Từ đó có cái sự hiện khởi của chúng sanh ở nói về quá khứ duyên cho hiện tại, nói về hiện tại duyên cho vị lai, rồi nhân quá khứ, nhân hiện tại và quả tương lai. Thì những cái điều đó, đó Đức Phật Ngài đã giải rõ cho những cái việc mà hiện hữu của chúng sanh. Vì vậy cho nên khi mà nói đến vô thủy là luân hồi, có nghĩa là chúng sanh theo quan điểm của Đạo Phật, và Đức Phật đã dạy rõ cho chúng ta về điều là sở dĩ mà chúng ta luân hồi đó, thì không phải là do một đấng tối cao nào đó ban tặng chúng ta, và cũng không phải một đấng tối cao nào đó hành phạt chúng ta, mà là điều là do cái gì? Do nghiệp và do phiền não. Phiền não là những cái bận nhơ, những cái chất cấu uế để tạo nên, khiến cho chúng sanh có cái hành động. Và khi mà chúng sanh có cái sự hành động thì có cái kết quả là hiện hữu của quả luân hồi. Mà theo giáo lý duyên khởi thì phiền não là một nhân, rồi nghiệp là một nhân, cho nên là cuối cùng là có quả của luân hồi là vậy. Có quả luân hồi là chúng ta có thân tứ đại này, hay là có thân ngũ quẩn này. Và khi có thân ngũ quẩn này thì chúng ta tiếp diễn từ đời này sang tới đời khác, cho nên là không có cái mấu chốt đầu tiên, và nếu không có thể đoạn tận được thì cũng không có cái mấu chốt cuối cùng kết thúc của đời sống luân hồi này, và cứ như vậy tiếp diễn. Vì vậy cho nên gọi là luân hồi. Luân hồi thì đối với Đức Phật đó, thì khi mà mình Đức Phật giải về về tam minh tê vít xá, tức là tam minh ở trong đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng ta biết rằng cái gọi là nhất thiết chủng trí là cái trí của một vị thật Phật toàn giác mới có được. Và cái trí đó đó có thể hiểu biết được cái cội nguồn tạo nên pháp của quy, tạo nên hiện khởi của chúng sanh ô nhiễm hay là thanh tịnh, từ ở nơi cái điều đó. Và Phật Ngài biết rõ những cái căn cơ của, có nghĩa là đối với Đức Phật ấy, thì Ngài hiểu rõ được, biết rõ được những cái cội nguồn nguyên nhân từ ở nơi cái điều, từ cái nơi do phiền não và do nghiệp. Cho nên khi mà Ngài nói về tam minh, thí dụ như chúng ta nói đến tam minh, tức là nói đến ba cái sự chứng đắc của Đức Phật, hay là có những vị thánh đệ tử của Đức Phật đạt được cái gọi là tam minh, thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng nó là sự khác biệt của đất chánh đẳng chánh giác và đối với các du sĩ ngoại đạo, mà theo như du sĩ ngoại đạo, theo như Vajjayavata, du sĩ Vajjayavata đó, cho rằng là các du sĩ ngoại đạo cũng xem như là những vị mà có những cái trí liễu thông, hiểu rõ được những cái cội nguồn đó. Và cái trí này đó, theo như là Vajjayavata thì cái sự hiện khởi luôn luôn, tức là trí tuệ luôn luôn á, lúc nào cũng có. Nhưng mà đối với Đức Phật và trong Đạo Phật ấy, thì Đức Phật Ngài dạy trong giáo pháp của Đức Phật ấy, thì không phải là lúc nào một vị chánh đẳng chánh giác có thể sử dụng, như là trong kinh mô tả là lúc nào ta cần phải suy xét, tức là Đức Phật Ngài nói đó là khi nào chúng ta cần, ta cần phải suy xét về một cái điều gì đó thì lúc đó trí tuệ mới sanh khởi. Thí dụ như nói đến Túc Mạng Minh á, là chúng ta thấy rằng á, là nhớ đến cái sanh mạng của mình, tức là đời sống của mình,
Chẳng những như vậy đó thì còn nhớ đến, biết đến nhớ đến những cái nhiều kiếp ở trong quá khứ. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện của cái bà nữ cư sĩ chứng tam quả. Nữ cư sĩ chứng tam quả, khi mà cái vị tỳ kheo này đến đó nhập hạ rồi cũng chứng đắc, nhưng mà chứng đắc á, thì khi mà khi nhớ đến cái kiếp quá khứ của mình á, thì thấy rằng là có kiếp á, thì bà tín nữ này đó, kiếp quá khứ là vợ rồi giết cái vị tỳ kheo này, rồi nhờ cái năng lực mà của bà tín nữ này ráng cố gắng dắt dẫn cho cái vị tỳ kheo này nhớ được thêm một vài kiếp nữa của mình nữa. Cho nên là thấy rằng mình có kiếp á, cái vị tỳ kheo này quá khứ đó đã từng giết cái người phụ nữ này, tức là cái bà này, cái người tín nữ này. Như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng cái sự giới hạn đó, cái sự giới hạn nhớ về nhiều kiếp quá khứ của những vị chứng thiền đó, nó cũng có giới hạn. Rồi đối với Đức Phật đó thì nó không có giới hạn. Các vị A-la-hán thì vẫn có những cái giới hạn nhất định, nhưng mà cái giới hạn này đó thì nó vẫn còn vượt bậc hơn, nó nhiều hơn là so với lại các cái vị chứng thiền. Điều này là do cái năng lực tu tập của mỗi vị. Khi nói đến Túc Mạng Minh đó, là nhớ đến nhiều điều, nhiều kiếp quá khứ của mình và những nhiều đời của mình. Cho nên nói là luân khởi thủy là luân hồi mà, luân hồi là vô thủy, là như vậy. Có nghĩa là có khi đó, có thể nói rằng là chúng ta nếu mà nói về cái thế giới quan của Phật giáo đó, là có 31 cõi. Thì nếu mà 31 cõi đó, thì chúng ta bỏ qua cái cõi khổ đi. Thì vì mình nói rằng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la đó là những cái cảnh giới mà những chúng sanh đó được xem như là cảnh khổ. Được xem như là cảnh khổ. Thì có thể là những cảnh sọ khổ đó, mình cũng có thể trải qua. Đời sống luân hồi có thể trải qua. Rồi đó là những cõi trời dục giới đó, có thể là chúng ta cũng đã trải qua. Những chúng sanh luân hồi cũng có thể trải qua. Rồi những cái cõi trừ ra cái cõi tịnh cư thiên, những cái cõi tịnh cư thiên như là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Thì cái năm cái cõi đó, đó là năm cái cõi của bậc thánh, mà đặc biệt là bậc thánh tam quả, bậc thánh tứ đạo và bậc thánh tứ quả có ở mặt trong cảnh giới đó. Bởi vì các ngài sau khi chứng tam quả thì các ngài sẽ sanh về cõi đó, rồi tiếp tục tu tập nữa, rồi bổ túc ba la mật được đầy đủ nữa, rồi các ngài từ ở cõi đó các ngài giải thoát niết bàn luôn. Cho nên nếu mà mình sanh về cõi đó là buộc phải là thánh, phải là thánh, đặc biệt là thánh tam quả. Mà bậc thánh tam quả là bậc thánh bất lai, tức là không có sanh trở lại cõi dục nữa, mà từ ở cõi thánh đó, cái cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh đó, thì các ngài tu tập bổ túc ba la mật rồi các ngài giải thoát niết bàn luôn, không có trở lại. Còn lại đó là những cõi khác như là bốn cõi trời vô sắc cũng đã trải qua, phạm thiên vô sắc, vô tức là không vô biên, sức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng xứ. Cái cảnh giới đó là chứng rằng là đời sống luân hồi của chúng sanh phàm phu đều trải qua. Thì ở đây có thể nói rằng là nhớ được nhiều đời, nhớ được nhiều đời của mình và những chúng sanh khác nữa. Việc này đó, chúng tôi nhớ rằng là trong kinh đó, nói rằng giải thích rằng là đối với bậc thinh văn đó, thì có chánh niệm trước khi nhập thai, trước khi nhập thai. Còn đối với bậc độc giác á, hay là thượng thủ thinh văn á, thì chánh niệm của hai thời kỳ, tức là chánh niệm trước khi nhập thai rồi đang khi ở trong bào thai của mẹ. Rồi đối với bậc chánh đẳng chánh giác á, thì chánh niệm cả ba thời kỳ, nhập thai, trụ thai và xuất thai. Có nghĩa là khi sanh ra thì các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác cuối cùng cũng có chánh niệm. Và nhờ cái chánh niệm đó có thể là nhớ nhiều đời.
có những cái sách sớ vải giải cũng như là sách những luận giải sau này đó, thì các vị mô tả rằng có những cái câu chuyện liên quan đến đời sống quá khứ luân hồi từ ở Miến Điện, rồi các vị ở Myanmar, rồi các vị mô tả rằng có những kiếp là vị đó có những kiếp mà sinh ở nơi nơi đó, rồi nhớ lại cái kiếp trước đó của mình, kiếp kế đó trước đó của mình á, sanh ở trong cái làng đó, sanh ở trong cái làng đó, con của người nào, rồi đặc điểm của căn nhà đó có cây cối căn nhà ra sao. Thì bây giờ đứa trẻ sanh ra, đứa trẻ lại nhớ được là mình ở lúc đó, thì ở tại chỗ đó, sanh ở tại đó, con của ai, tên gì đó, nó rõ ràng vậy. Thì điều này nó không phải là là quan được, mà đều là do cái nó có nhiều cái nguyên nhân. Nếu mà nói rằng mình chánh niệm để rồi mình có được cái đời, nhớ được đời sống quá khứ, hay là do năng lực, cái do năng lực tu tập của mình, hay hoặc là do năng lực tha lực của một cái người khác, hay hoặc là do cái yếu tố gì đó để rồi hỗ trợ cho người đó nhớ được cái kiếp quá khứ của mình, thì đây chúng tôi nói rằng nó là nhắc đến một cái câu chuyện đó cũng có nghĩa là có kiếp quá khứ, có kiếp hiện tại và còn kiếp tương lai. Đối với là một vị mà chứng túc mạng minh như Đức Phật đó, thì Ngài nhớ nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Và ở trong đó chúng ta có thể nói rằng mặc dù là Cha Tá Cá là kinh bổn sanh được nhắc đến nhiều tiền kiếp của Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử Đức Phật, mặc dù là hậu sau này, nhưng mà cũng có nghĩa là giải thích đời sống luân hồi về đời sống của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật qua hình ảnh của một con người phàm phu, một cái người ở cõi nhân loại, qua hình ảnh của một con vật, cũng đều thể hiện được những cái đức tính của trí tuệ, đức tính của người có đạo đức. Đó cũng nhằm là giải thích của đời sống luân hồi quá khứ, công hạnh tu tập của các vị. Đó là như vậy. Thì ở lại ở đây đó là khi mà nói đến chức túc, Đức Phật Ngài giải thích về túc mạng minh có nghĩa là nhớ được nhiều đời, nhiều kiếp của bản thân mình, bản thân mình. Thì quý vị thấy rằng để mà nếu mà mình nhìn ở trong Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo ở kinh điển Pali đó, thì chúng ta thấy rõ là để mà trở thành một vị thánh ám thinh văn đó, thì chúng ta cũng phải trải qua rất là nhiều thời gian, chẳng hạn như là 100.000 đại kiếp. Đó là một cái mô tả của một thời gian rất là dài, huống chi là một cái đời sống của một vị chánh đẳng chánh giác, để mà phát nguyện chánh đẳng giác từ khi phát nguyện ở trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi phát nguyện được Đức Phật thọ ký, thì cũng bậc trí tuệ, hạnh trí tuệ cũng phải trải qua 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, rất là lâu rồi. Cho nên là rất là dài. Trở lại, khi nói là nhớ đời sống quá khứ của mình để chi, chúng ta thấy rằng là cái hạnh nghiệp nào và đời sống, có khi chúng ta làm người cõi nhân loại, chúng ta sanh, có khi thì chúng ta sanh ở cõi chư thiên, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Điều đó nó không phải là không có, mà là những cảnh giới đó, đó là chúng ta cũng đã từng kinh qua, cũng đã từng trải qua trong kiếp luân hồi của mình. Nhớ như vậy để cho chúng ta thấy rằng là có những hạnh nghiệp, có những nguyên nhân. Quý vị nếu mà sanh lại làm người đó, thì chúng ta phải có những cái phước lắm mới được sanh lại làm người. Và nếu mà mình hiểu trong cách nào đó, thì cõi người cũng, cõi nhân loại của chúng ta cũng là một cõi vui. Bởi vì chúng ta trừ ra những cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì còn lại đó là những cảnh giới vui rồi. Những cảnh giới vui rồi. Cho nên cõi người cũng được xem như là cảnh giới vui. Sanh lại làm người thì chúng ta có cái phước báo nhất định. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú nói rằng là được sanh làm người là khó. Kicho manusapa tilapho. Đó là một cái điều mà Đức Phật Ngài nói, được sanh làm người là khó rồi. Cho nên là chúng ta có được cái phước, có được cái duyên lành, chúng ta mới được sanh làm người, là như vậy.
Rồi có khi thì chúng ta sanh cảnh giới chư thiên, thì có cái phước, tạo cái phước cho nên được sanh được cõi giới chư thiên. Có khi thì chúng ta sanh làm phạm thiên ở cõi sắc giới, tùy theo cái thiền chứng của chúng ta mà chúng ta sanh là ở cõi đó. Rồi có khi thì chúng ta sanh làm phạm thiên sắc, vô sắc giới. Nếu chúng ta chứng thiền vô sắc giới thì chúng ta sẽ sinh về các cái cõi vô sắc giới tùy theo thiền chứng của chúng ta. Đó là như vậy. Cho nên nhớ đời sống quá khứ của mình là nhớ của đời, nhiều đời nhiều kiếp. Nhớ đời sống quá khứ của nhiều đời của chúng sanh. Cho nên đó là chúng ta thấy rằng là khi mà nói rằng chúng sinh thì đa dạng mà, tùy theo hạnh nghiệp cho nên là rất là đa dạng. Được sanh làm người đó thì cái căn tánh nó cũng đã khác nhau rồi, chứ không giống nhau. Như trong kinh là nói rằng người như địa ngục, người như ngạ quỷ, người như súc sinh, người như A-tu-la, người như người, người như chư thiên đó, người như thiên đó, chư thiên đó. Thì cái đó được nói đến cái đặc tánh của mỗi chúng sinh, cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sinh mà nó hình thành nên cái, mặc dù làm người nhưng có những cái hạnh, có những cái cá tính, những cái đặc tính khác nhau, và thể hiện cái đặc tính của mình như súc sinh, rồi thể hiện cái đặc tính của mình như là ngạ quỷ, hay là hoặc là thể hiện cái đặc tính của mình như là A-tu-la, là hung dữ, vân vân. Thì như vậy thì nhớ được nhiều đời nhiều kiếp đó là nhớ không cùng tận, đối với Đức Phật là không cùng tận, không có hạn giới hạn, và hiểu rõ được những cái hạnh nghiệp, cái đời sống này. Đời sống này có khi làm người, có khi làm trời chư thiên, có khi làm phạm thiên sắc giới, khi làm phạm thiên sắc giới. Cho nên nếu một người mà sanh về cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới thì cái người đó phải chứng thiền, dù là phàm phu cũng phải chứng thiền. Mà chứng thiền đó thì do năng lực của thiền, cho nên là cái vị ấy sống hết một cái tuổi thọ dài ở trên cảnh giới đó, ở trong cảnh giới đó. Cái điều thứ hai nữa đó là nói đến cái loài đó là sao? Là có khi thì mình sinh làm người nè, có khi làm A-tu-la địa ngục, rồi cái hạnh nghiệp gì nữa, hạnh nghiệp gì mà chúng ta sanh về đó, đó. Vân vân. Xin lỗi quý vị là nhớ nhiều đời nhiều kiếp. Cái kiếp này sanh như thế này, cái kiếp kia sanh như thế nọ. Có nhiều khi đó quý vị thấy rằng đó là mình ở đời đó, có nhiều khi mình có người đó, thì họ làm những cái điều thiện nhưng mà họ gặp những cái sự bất trắc trong cái đời sống. Thì điều này nó cũng tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp quá khứ. Đời cái quá khứ đó có thể là họ gieo cái nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ là họ gặt cái quả, nhận lấy cái quả là bất trắc trong đời sống, xảy ra việc này việc nọ, nạn tai, rồi thậm chí có những việc nó không hay không đẹp ở trong đời sống này, mặc dù đời sống này họ vẫn làm điều thiện. Rồi có những người đó thì chúng ta thấy rằng họ làm điều ác nhưng họ lại là phay phay, họ vẫn lại là an nhàn, họ vẫn là hưởng thụ, vân vân. Thì khi chúng ta thấy như vậy, nó ủa sao trời sao bất công quá, cái gì đâu mà để cho người ta, mặc dù người ta làm điều thiện nhưng mà người ta vẫn bị khổ đau bất trắc. Nhưng mà có người đó thì làm điều ác nhưng mà họ vẫn phay phay. Cái điều này đó, nó tùy thuộc vào hạnh nghiệp của quá khứ. Chẳng qua là cái nghiệp thiện bây giờ mình làm á, bảo đó, nó chưa có kịp để trổ quả ra thôi. Còn cái ác, cái bây giờ người ta đang hưởng đó, thì cái hưởng cái nghiệp của nghiệp quá khứ đó là tốt hay là xấu, để tạo nên sự hanh thông là bất hay là bất trắc là do họ. Cho nên là chỉ có Đức Phật mới nhìn rõ được những cái hạnh nghiệp đó, cái rõ với những cái điều đó, rõ được những cái chúng sanh sanh ở cảnh giới này hoặc là sanh cảnh giới khác. Chính Đức Phật Ngài cũng hiểu rõ được là luân hồi là vậy. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có một cái câu mà Đức Phật Ngài, khi mà Ngài giác ngộ, Ngài thấy rõ là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Này người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, tâm ta đạt tịnh tịnh. Đức Phật Ngài giải thích như vậy. Có nghĩa là do phiền não, do tha mái, do vô minh,
do chấp thủ, do hạnh nghiệp, cho nên là tạo nên, xây dựng nên cái ngôi nhà, tức là thân ngũ uẩn này. Cho nên cái người mà xây dựng nên ngôi nhà này không còn có khả năng xây dựng nữa, tức là phiền não được đoạn tận, hạnh nghiệp không tạo ra nữa. Cho nên vì vậy, cho nên là khi mà mình nói đến theo di diệu pháp á, thì nếu như những chúng sanh ở cõi người, ở cõi nhân loại của chúng ta, hay hoặc là cõi dục giới, có thể sử dụng tâm đại thiện, nhưng mà đối với các bậc A-la-hán thì các ngài sử dụng đều là tâm tố, và cái tâm tố đó thì nó không có mang đến, đưa đến cái quả thiện hay là quả bất thiện. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy. Khi mà nói đến đó là chứng đến cái gọi là sanh tử minh, hay là gọi là thiên nhãn minh đó, tức là biết được là với cái thiên nhãn thuần tịnh. Thiên nhãn thuần tịnh ở đây đó là không phải là chỉ nói đến con mắt bình thường, mà cũng không phải là con mắt của chư thiên. Ví dụ như mình nói là con mắt của chư thiên thì thấy xa thấy gì đó, hay là lỗ tai của chư thiên thì nghe xa biết được nhiều thứ tiếng vậy đó. Nhưng mà nói đến cái thiên nhãn thường tịnh của một vị mà chứng như Đức Phật của chúng ta thì chứng sanh tử minh, ai gọi là thiên nhãn minh đó, thì ở đây đó là biết được những cái những cái sanh lòi, sanh lòi của chúng sanh. Thí dụ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái hạnh nghiệp gì mà họ sanh vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên khi mà nói đến cảnh giới tái sinh của Phật giáo thì rất là rộng, chứ không phải là chỉ là một số tôn giáo nói là mình làm phước đi rồi sanh về thiên giới, cõi trời gần gũi với đấng sáng tạo chủ của mình là không là đủ. Bởi vì cái hạnh nghiệp, thiện nghiệp nó khác nhau. Cho nên tùy vào cái thiện nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở trong cõi giới vui khác nhau. Ngay cả cái việc mà mình chứng thiền, thì cái người chứng thiền là chứng sơ thiền thì sanh về các cõi sơ thiền, chứng nhị thiền thì sanh về các cõi nhị thiền, vân vân. Cho nên là khi mà nói đến cái hạnh nghiệp gì đó, sanh lòi đó, thì chúng ta nói là ở trong cái điều mà gọi là thất hữu tình cư, tức là những chúng sanh mà cư trú ở trong cả cái tam giới này đó, thì có thân đồng, tưởng đồng, thân dị, tưởng dị, thân dị, tưởng đồng, vân vân. Cái điều đó, đó là nó sự khác biệt do cái hạnh nghiệp. Mình nói cái hạnh nghiệp ở đây là cái công năng tu tập của những vị đó, hay là cái hạnh nghiệp ở đây đó là do họ tạo được cái thiện nghiệp khác nhau mà có được cái sự khác biệt nhau giữa thân dị, tưởng đồng, thân đồng, tưởng dị, vân vân. Chính cái hữu tình cư đó, hữu tình cư. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng từ cái sinh lòi đó, đó là nội cái sinh ở cõi nhân loại của chúng ta nó cũng đã có sự khác biệt rồi. Cái hạnh nghiệp gì để cho họ sanh về cảnh giới đó, chứ không phải là không. Mà Đức Phật thì ngài hiểu rõ, ngài biết rõ được những cái hạnh nghiệp gì, chứ đương không phải là nhất định. Nội chúng ta thấy nè, cái điều đó, xin lỗi, cái con chó đó, mà con chó nhà giàu, con chó thú cưng nó lại khác. Còn con chó mà quan giả, con chó cỏ bình thường thì nó cũng lại có đời sống khác rồi. Có đời sống khác rồi. Thì cái hạnh nghiệp ở đây, mặc dù là chó, thì chúng ta biết là nó sanh làm súc sinh. Nhưng mà con chó chúng tôi thấy rằng là có những cái con nó rất là sướng, nó rất là sung túc. Là nó ở con chó thú cưng, con cún cưng của họ đó, họ cho ngủ trên giường niệm, họ cho ăn, họ tắm rửa, họ xa thò bông thơm, nước thơm, rồi xịt dầu thơm, rồi cắt lông, tỉa lông, bận đồ, rồi đẹp đẽ. Nhưng mà con chó cỏ bình thường thì chỉ cho ăn là dữ lắm rồi. Lâu lâu mới được tắm lần là may mắn lắm rồi. Có thậm chí có những con chó mà chúng tôi thấy rằng mình đi qua bên Ấn Độ hay là mình đi ở cái nơi nào đó, con chó nó ốm đói, nó không đủ ăn, nó ốm thấy thương lắm kìa. Thấy thương. Thì ở đây đó chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng đó là cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sinh đó, nó khác nhau. Như là trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, thì Đức Phật ngài nói rằng chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phương phân chia chúng sanh cao sang ngày thấp hèn. Cho nên là mỗi cái hạnh nghiệp khác nhau, và do cái hạnh nghiệp khác nhau cho nên là tạo nên cảnh giới khác nhau, sự thụ hưởng khác nhau và sự thọ nhận khác nhau về cái đời sống của mình.
là như vậy. Cho nên là nhiều đời, có khi ở đời các nhà xã hội học đó, thì họ mong muốn sao là cái thế giới này được bình an, cái thế giới này là bình đẳng, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, về tri thức, về đời sống kinh tế vật chất, về tiếp văn hóa, hay là về đời sống đủ thứ, những cái đều là bình đẳng với nhau. Nhưng mà rồi chúng tôi thấy rằng là như trong kinh của Phật dạy đó, là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Tuy rằng các nhà xã hội học cũng tìm cách này cách kia để tìm những cái sự bình đẳng, thì cái sự bình đẳng đó đó rõ ràng là cũng tìm được một số nơi, cũng làm được một số việc, nhưng mà rồi cũng không thể nào bình đẳng được hết. Và chính cái hạnh nghiệp đã tạo nên cho chúng sanh nó là bình đẳng. Tính hạnh nghiệp tạo nên cho chúng sanh bình đẳng. Bởi vì mình tạo ra những điều đó là tốt, cái quả lành, cái nhân lành, thì chắc chắn mình cái quả lành, cái vị ngọt của nó. Còn nếu như mà mình tạo cái nhân ác, cái vị đắng, thì sẽ có cái quả đắng. Mặc dù là chúng ta thấy rằng ở trong thế giới này gọi là năm châu, châu Đại Dương, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, rồi vân vân và vân vân, thì những cái châu đó, bốn châu đó, năm châu đó, thì mặc dù là như vậy, nhưng mà mỗi cái hoàn cảnh của mỗi cái đời sống của mỗi châu lục nó cũng đã khác nhau, rồi mỗi quốc gia nó cũng đã khác nhau. Điều đó nó tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng sanh, mà Đức Phật này hiểu rõ những điều đó, cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Và đời sống này đó, thì chúng ta biết rằng có thể nói rằng trong kinh Tương Ưng mô tả rằng là có thể là trong luân hồi này đó, là xương của chúng ta đó, nhiều kiếp được kể lại đó, là xương của chúng ta mà chết đó, từ cái thân hình nhân loại hay là thân hình của con thú vật đó, thì có thể nói rằng là thân của chúng ta là chất có thể là bằng núi, mà máu chúng ta có thể bằng sông, bằng biển. Nói như vậy có nghĩa là luân hồi rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp, thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Và do có hạnh nghiệp khác nhau cho nên là sanh là một sanh loài nó khác nhau, rồi cái hạnh nghiệp nó cũng đều là khác nhau, rồi đời sống này nó cũng là khác nhau, nó tạo nên cái sự ưu thắng hay cái sự hạ liệt ở trong đời sống này, nó tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Và đối với Đức Phật thì Ngài chứng cái gọi là sanh tử minh, Ngài biết rõ những điều đó đối với tất cả những chúng sinh. Và cái minh thứ ba ở đây đó là được nói đến cái gì? Nói đến cái việc mà chứng lậu tận minh đối với một cái vị mà chứng quả vô lậu giải thoát, tức là bậc A-la-hán, dù là A-la-hán thinh văn hay là A-la-hán toàn giác, thì các ngài đoạn tận được cái nhân sanh tử luân hồi. Về dục lậu cũng được đoạn tận, hữu lậu cũng được đoạn tận, kiến lậu cũng được đoạn tận, vô minh lậu cũng được đoạn tận. Hay có chỗ rằng là hữu lậu không kể kiến lậu, thì ba cái lậu hoặc này hay bốn cái lậu hoặc này đó cũng chỉ cho những cái pháp mà ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong đời sống luân hồi này. Mà đối với các vị mà đoạn tận hoặc các lậu hoặc này thì bằng với cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây là trí tuệ của một bậc hoàn toàn giải thoát, như là đấng chánh đẳng chánh giác, hay là những bậc A-la-hán tinh văn. Các ngài đoạn tận được những cái lậu hoặc phiền não, bởi vì những cái pháp này đó là nhận chìm nhân, nhận chìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Và kế tiếp đó, Đức Phật ngài giải rõ rằng đó là khi mà Quách Chá Quách Tá hỏi Đức Phật về cái sự tái sanh á, về cái sự tái sanh á, thì Quách Chá Quách Tá nói rằng có những người tại gia nào đó mà chưa đoạn trừ kiết sử, mà tức là chưa đoạn trừ phiền não mà có thể giải thoát được những sự khổ đau không, thì Đức Phật ngài nói rằng không có những điều đó, không có những điều đó. Và một điều đó là chúng ta thấy rằng là về cái sự tái sanh đó, bởi vì cái phiền não là cái nguyên nhân
nguyên nhân dẫn đến luân hồi sanh tử khổ đau, mà không có một ai, dù là người tại gia cư sĩ hay là những cái người bậc xuất gia, mà nếu chưa đoạn trừ lậu hoặc, thì không chưa đoạn trừ phiền não kiết sử, thì không thể giải thoát khổ đau. Bởi vì giải thoát khổ đau nó bắt nguồn từ ở cái lậu hoặc phiền não đó, hay là kiết sử phiền não đó, thì cái vị đó không thể đoạn trừ khổ đau. Rồi á, là Quá Chá Quá Tá mới hỏi Đức Phật rằng cái điều nào đó có một vị giáo sư giáo chủ ngoại đạo nào đó mà có thể sanh thiên giới, danh sanh thiên giới, hoặc là dứt trừ được khổ đau. Thì Đức Phật Ngài mới trả lời rằng kẻ ngoại đạo, tà mạng ngoại đạo nào đó thì cũng khó bao giờ sanh thiên giới dù 91 kiếp, trừ một người thuyết về nghiệp và tác dụng của nghiệp. Chúng ta thấy không? Là dù 91 kiếp, là không có một người nào ngoại đạo, tà mạng ngoại đạo nào mà có thể được sanh thiên, trừ một người thuyết về nghiệp và tác dụng của nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng đó là tất cả chúng sanh còn luân hồi khổ đau. Khổ đau là chúng ta nói đến nghiệp bất thiện, mà khổ đau hiểu trong một cái nghĩa chung là còn luân hồi. Còn luân hồi thì chỉ có một người thuyết về nghiệp và tác dụng của nghiệp. Chúng ta nói xoay quanh đến nghiệp thì rõ ràng là rất là rộng, rất là rộng. Nghiệp ở đây có bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cho nên hả, nghiệp thiện thì dắt dẫn chúng ta đi đến cảnh giới an vui, dắt dẫn chúng ta tái sanh ở cảnh giới an vui. Còn nếu mà nghiệp bất thiện thì dắt dẫn chúng ta, đưa đẩy chúng ta sanh trong cảnh giới khổ. Mà cả cảnh nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đều là nhân tạo nên cái đời sống luân hồi khổ đau này. Cho nên là nếu mà một người thuyết hiểu rằng á, là mình tu á, có nghĩa là mình đoạn trừ làm sao để loại bỏ cái bất thiện nghiệp, nhưng mà mình cũng phải tu tập cái thiện nghiệp. Tu tập thiện nghiệp có nghĩa là mình tu tập bằng tâm đại thiện, tức là những cái tâm thiện đó bằng cái việc thực hiện cái việc mà bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, thính pháp, thuyết pháp, cải chánh tri kiến, vân vân. Hay hoặc là chúng ta tu nghiệp thiện ở trong thì chứng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới, thì những cái nghiệp thiện đó nó cũng dắt dẫn đưa chúng ta tái sanh ở cảnh giới an lành. Nhưng mà cảnh giới an lành á, hiểu trong cái nghĩa nào đó là chúng ta được may mắn hơn, được tốt đẹp hơn những cảnh giới khổ. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta còn luân hồi. Mà còn luân hồi có nghĩa là còn hiện khởi của năm quẩn. Cho nên là chúng ta vẫn có một cái khổ chung, là dù gì đi nữa là còn trong cái khổ, khổ hoại khổ hành khổ, hay là khổ hoại khổ hành khổ, tức là cái khổ mà chúng ta vẫn hiểu chung, đó là chúng ta còn hiện hữu của năm quẩn. Cho nên là khổ. Cái tu tập của mình là giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của phiền não, không còn hiện hữu của năm quẩn, đó mới thật sự là không còn khổ đau. Như vậy thì ở đây cái người mà thuyết về nghiệp có nghĩa là nói đến cái nghiệp bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cái nghiệp thiện thì cần phải trau dồi, cần phải tu tập. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta chứng đắc thì vượt ra khỏi cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Như là bậc A-la-hán thì các ngài sử dụng bằng những cái tâm hạnh hay là tâm tố. Còn đối với những người phàm phu, những người phàm phu đây bao gồm cả người khổ, người lạc, vô nhân hay là người nhị nhân gì đó, thì hay là người tam nhân, đều sử dụng tâm thiện được, dù là tâm thiện hợp trí hay là tâm thượng ly trí. Thì những cái nhân đó, đó nó cũng đưa đến cái quả của đời sống các cảnh giới an vui, như là cõi người, các cái cõi trời dục giới, hay là các cái cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc giới, nếu chúng ta chứng thiền bằng cái tâm thiện sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì như vậy đó thì chúng ta còn hiện khởi của thân năm quẩn, dù là cảnh dục giới, cõi dục giới, hay là hiện khởi ở cõi sắc giới hay vô sắc giới, thì hết tuổi thọ thì vì đó cũng phải luân hồi trở lại. Cho nên chịu cái luân hồi của khổ đau là như vậy. Như vậy thì
chúng ta tu tập á, là thực hiện, thực hành những cái thiện nghiệp để chuyển hóa, để chuyển hóa đến một mức độ nào đó, thì chúng ta không chứng đắc được những cái thánh đạo, thánh quả, đặc biệt là thánh quả A-la-hán, thì chúng ta không còn cái nhân của phiền não, không còn cái tạo nghiệp cả thiện và bất thiện đó, nghiệp nữa. Vì vậy không còn cái luân hồi sanh tử khổ đau. Cho nên cái tác dụng của nghiệp ở đây đó là chúng ta hiểu rằng chúng ta bỏ cái nghiệp ác, tránh xa cái nghiệp ác mà thực hiện cái nghiệp lành. Rồi đến một mức độ nào đó thì chúng ta vượt ra khỏi cái nghiệp lành đó để chứng quả vị. Lúc bấy giờ thì chúng ta không còn phiền não nữa, thì chứng quả vị vô lậu giải thoát là bậc A-la-hán. Thì như vậy thì ở đây đó, nói về kinh Tam Minh là Đức Phật giải thích về cái việc của một vị như là đấng chánh đẳng chánh giác, cái ngày chứng được túc mạng minh là sự nhớ nhiều đời nhiều kiếp của mình và những chúng sanh. Rồi đó là chứng được sanh tử minh hay gọi là thiên nhãn minh, thì có nghĩa là thấy rõ được cái hạnh nghiệp của chúng sanh sanh ở cảnh giới, và chứng được cái lậu tận minh, tức là cái pháp ngâm tẩm nhận chìm của chúng sanh luân hồi sanh tử. Và đối với cái vị mà chứng lậu tận minh là bậc hoàn toàn giải thoát, không còn khổ đau. Và khi được hỏi, Quách Chá Qua Tá hỏi về sự tái sanh của một người tại gia cư sĩ khi chưa đoạn trừ phiền não kiết sử, thì vị ấy có được giải thoát khổ đau không, thì Đức Phật bảo là không thể, bởi vì chưa đoạn trừ được khổ đau. Và đối với tà mạng ngoại đạo nào đó mà có thể sanh thiên, thì Đức Phật Ngài nói rằng suy xét về 91 kiếp về trước, thì không có một tà đạo mà tà mạng ngoại đạo nào mà có thể sanh thiên, trừ một người thuyết về nghiệp và nói đến cái tác dụng của nghiệp. Đó là điều mà Đức Phật Ngài dạy ở trong nội dung bài kinh này. Thì như vậy thì Quách Chá Qua Tá đã hướng về cái tâm quan hỷ, hướng đến với Đức Phật. Thì ở đây đó là trong nội dung cái bài kinh như vậy, chúng tôi xin được chia sẻ với cái ý nghĩa qua cái thời gian trong cái bài kinh này, chắc chắn cũng không thể nào thiếu được, không thể nào mà tránh khỏi được cái phần thiếu sót. Cho nên là mong rằng chư Tôn Đức sẽ chia sẻ qua các cái câu trắc nghiêm và thảo luận để đại chúng chúng ta được hiểu rõ thêm trong cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thủ cái kinh Thượng Tọa Pháp Tình. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu đang ở trước máy và nghe được. Dạ vâng. Bạch Thầy Siêu, Thượng Tọa Hoa Khỉ làm rõ một điều đó. Đó là về cái nhìn, về cái định nghĩa của lậu tận minh. Ví dụ như là trong khi mà Đức Phật Ngài thành đạo đó, thì Ngài dùng tuệ giác, Ngài quán sát về tứ đế, và Ngài đoạn tận tất cả những phiền não thô tế. Nhưng mà có nhiều người hiểu như về lậu tận đó, là một cái tuệ giác mà xua tan tất cả phiền não. Thì như vậy sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài có dùng lậu tận minh đấy không? Và lậu tận minh trong đời sống hàng ngày của Đức Phật được thể kể như thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Khoan Hỷ chia sẻ một vài cái giải thích về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Tất cả chư Tôn Đức kính thưa quý Phật tử,
lầu tự minh. Tức là chỉ cho tâm tứ quả, tức là tâm quả A-la-hán. Chúng ta được kê cái chi pháp của ba minh thì túc bạn minh, sanh tử minh thuộc về cái tâm thiền, tâm ngũ thiền, tâm diệu trí hay tâm thông Abhinnya. Còn đối với lậu tận minh thì chi pháp là tâm tứ quả. Thì hỏi rằng là lậu minh được sử dụng trong đời sống bình nhật sau khi thành đạo sử dụng như thế nào? Thì ở đây thưa quý vị, nó chỉ có mỗi một việc gọi là Phalasamapatti, tức là nhập thiền quả bậc A-la-hán trong đời sống bình nhật. Mỗi khi mà ngài nhập thiền tứ quả thì lúc đó là lúc được gọi là sử dụng lậu tận minh. Chỉ có như vậy thôi. Và ở đây cũng nói thêm rằng là đối với tất cả các bậc lậu tận khi na sa ngu, tức là bậc A-la-hán, thì bậc toàn giác cũng là bậc lậu tận, và bậc thinh văn giác A-la-hán cũng là bậc lậu tận. Chỉ khác nhau ở chỗ là đối với Đức Phật thì ngài còn có thêm một cái gọi là Sanyu, là nhất thiết chủ trí, nhất thiết chủ trí hay là nhất thiết trí. Thì cái nhất thiết trí đó tức là một loại trí tuệ đặc biệt của cái tâm đại tố hợp trí, tâm đại tố tương trí, mà nó phối hợp với lậu tận minh, tức là tứ quả của bậc chánh đẳng chánh giác mà có. Bởi vì cái nhất thiết trí là cái trí tuệ biết rõ Na Na Tha Tú, Lô Ca Tha Tú, Lô Ca Tha Tú. Ở đây tức là ngài biết về bản chất của thế gian. Nó gồm có ba là sắc tạc lô cá. Đức Phật ngài biết rõ các loài hữu tình, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh,
do nhân gì, do nghiệp gì mà nó sanh lên, và các chủng loại đó nó có cái hình tướng như thế nào, sinh hoạt như thế nào thì biết, gọi là pháp giới chúng sanh. Đức Phật Ngài cũng biết rõ về cái cõi, thì cõi ở đây là chúng ta phải hiểu là cái chỗ mà chúng sanh lại hữu tình, đừng gán. Gọi là okasa loka, dục giới, cõi dục, tận cùng là cõi địa ngục. Và trên cao nhất là cái cõi tha hóa tự tại. 11 cõi dục đó Ngài biết rõ. Cõi sắc giới thấp nhất là cõi phạm chúng thiên, và cao nhất là sắc khu cách. Vừa cõi sắc giới đó là biết rõ. Cõi vô sắc giới thấp nhất là cõi không vui biên sức, cao nhất là cõi phi tưởng vi tưởng sự. Bốn cõi vô sắc đó là biết rõ. Như vậy okasa loka là Ngài biết rõ 31 cõi, hay gọi là tỳ tỳ phụ mí là 33 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và thứ ba nữa là Ngài biết rõ sankhara loka. Sankhara loka ở đây tức là Ngài biết rõ về cái thế giới hữu vi. Cái thế giới hữu vi ở đây là biết về quẩn, xứ, giới đế, thì như vậy Ngài được gọi là Lokavidu. Chỉ có Đức Phật toàn giác mới gọi là bậc Lokavidu, vì Ngài có nhất thiết chủng trí, Ngài biết rõ tất cả. Như vậy còn về lậu tận trí, hay gọi là lậu tận minh, Asavakhyayana, thì lậu tận minh này là những bậc nào là bậc lậu tận Kina Samu, thì đều là vị có lậu tận minh. Và lậu tận minh đó chính là cái tâm quả A-la-hán, A-ra-hát Tát Phá-la. Và trong đời sống bình nhật thì các bậc lậu tận, những lúc mà Ngài nhập thiền, nhập thiền quả Phá-la-sa-ma-pa-ti, thì lúc đó là Ngài gọi là sử dụng cái lậu tận minh. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị cái câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu trong Bồ Thầy.
Tòa Thủ Siêu. Bạch Thị Tòa Thủ Siêu xin hỏi Thượng Tọa một câu, rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thị Tòa Thủ Siêu thường đó, thì chúng ta nghe nói trong bốn điều bất khả tư nghị đó, lại có một điều, đó là Phật trí bất khả tư nghị, tức là trí tuệ Đức Phật bất khả tư nghị. Nhưng mà ở đây thì khi mà có một câu hỏi liên quan đến Phật trí thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu có ai nói về Phật trí đó thì đó Đức Phật là bậc có ba mươi, thì như vậy mới không xuyên đạt, mới nói chính xác về Đức Phật. Thì tôi có nghĩ rằng ba mươi, tại sao ba mươi có thể dùng để xem là đo về chiều kích của Phật trí, và cái nhìn đó nó có hạn hẹp không, hay là nó có chính xác không? Xin ở đây chính là lời Đức Phật dạy, xin kính thưa ý kiến của Thượng Tọa Thượng Sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thực ra thì nó theo trường hợp mà Đức Phật này nói đấy, thì thật sự không thể nói về Phật trí là ba minh, mà Đức Phật này dạy rằng là đầy quá chất có tá. Nếu nói Sambhogotama là bậc có ba minh thì vừa nói về Thế Tôn mới đúng, điều đã được nói không dù không Thế Tôn đều không thực. Bởi vì tại sao ngài giải câu này, là bởi vì Vô Chân Vô Tháp, Vô Chân Vô Tát đã bạch hỏi Đức Phật là con được nghe như sao, Sambhogotama là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến. Ngài tự nhận là có thiết kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, thiết kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì bạch Thế Tôn, những ai nói như vậy, những người ấy nói về Thế Tôn có đúng điều đã được nói, những vẻ không có vô không Thế Tôn có điều không thật, như đã giải thích về Thế Tôn không, thì dựa theo cái câu này đó, thì đối với cái sự hiểu biết của du sĩ Vô Chân Vô Tháp thì ngài không có nói cao hơn được. Nếu mà nói cao nữa thì Vô Chân Vô Tháp sẽ không hiểu. Thì thay vì nói rằng Sambhogotama là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, khi kẻ đi đứng ngũ thức tri kiến luôn luôn được tồn tại, nói như vậy là không đúng, mà chỉ cần nói tóm tắt, họ không thể nói, không thể biết về nhất thiết trí của Đức Phật được, cho nên họ chỉ cần nói rằng là Sambhogotama là bậc có tam minh, tức là túc mạng minh là biết được đời sống quá khứ, sanh tử minh là người biết được cái sự sống sự chết của chúng sinh, lộ tận minh là ngài có cái trí tuệ, tuệ đoạn trừ các lục hoặc toàn diện. Chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, nói như vậy là nói chân chánh là đủ rồi.
nói về Đức Phật, chứ không thể nào mà 8 tháng đưa lên cao quá mà nó không đúng. Bởi vì nhất thiết trí của Ngài đâu phải là lúc nào cũng có. Trong bốn bài nghi đi đứng nằm ngồi hay là trong lúc mà ngài ngủ nghỉ đâu sử dụng. Nhất thiết trí chỉ khi nào Ngài cần sử dụng. Nếu muốn thì Ngài mới vận dụng nhất thiết trí. Và ở đây trong cái lời nói này của Đức Phật á, là chúng ta phải hiểu trong cái nhất thiết trí đó là cái trí mà nhớ lại tiền kiếp của Ngài. Nếu Ngài muốn thì Ngài tác ý nhớ được bao nhiêu kiếp cũng được. 10 kiếp, 10 đời sống quá khứ, 100 đời sống quá khứ, 1000 đời sống quá khứ, 100.000 đời sống quá khứ, 1 thành kiếp, 1 quại kiếp, 1 thành quại kiếp. Muốn nhớ được như thế nào thì Ngài sẽ nhớ rõ từng nét chi tiết và địa cương. Thì như vậy đó là nhất thiết trí của Ngài. Còn khi mà Ngài muốn biết rõ chúng sanh này chết ở đây, sanh ở chỗ kia do hạnh nghiệp như thế nào, chúng sanh đó chết ở đó, sanh ở chỗ kia do hạnh nghiệp như thế nào, vân vân, thì muốn biết bao nhiêu thì Ngài biết. Ngài biết rõ. Và Ngài biết rõ luôn cả các cái khía cạnh chi tiết là chúng sanh đó do hạnh nghiệp gì mà sanh lên như vậy. Ngài biết rõ như thế, gọi là nhất thiết trí của Ngài trong lúc đó. Còn nói về cái lậu tận minh đó, thì ở đây sau khi đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, là tất cả những cái pháp nào nó liên quan đến pháp thiện, pháp bất thiện, cái nào là quả, cái nào là duy tác, thì Ngài biết rõ những cái pháp đó trên phương diện quẩn xứ giới đế. Thì thay vì nói Ngài là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, nếu dừng lại ở chỗ đó thì cũng tương đối là họ nói đúng. Nhưng mà điều họ nói thêm cái nữa là Samugotama tự nhận là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, tri kiến vẫn luôn luôn có và tồn tại liên tục. Thì trong trường hợp là họ nói sai, nó quá lố, Đức Phật Ngài không có tuyên bố gì. Ngài không có tuyên bố gì. Mà ở trong bài kinh chuyển Pháp Luân thì Đức Phật Ngài chỉ có tuyên bố như thế này: cho đến khi nào giao quá khi văn, do cho đến khi nào này các tỳ kheo ta chưa liễu tri được bốn đế qua ba luân 12 chuyển, thì khi ấy ta không có tự nhận là bậc vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng này thì này chưa tỳ kheo, chỉ cho đến khi ta liễu tri được, giác ngộ được tứ đế qua ba luân 12 chuyển, 12 thể, thì lúc đó ta mới tự nhận là vị vô thượng chánh đẳng giác ở trong đời giữa các hội chúng sa môn và la môn, chư thiên, ma vương và thiên. Thì như vậy ở đây Đức Phật Ngài chỉ tự nhận là Ngài bậc chánh đẳng chánh giác, nhất thiết chủng trí thôi, chứ Ngài không có tự nhận rằng là khi đi, khi đứng, khi ngủ, khi thức, cái nhất thiết chủng trí đó
nó đều hiện khởi và liên tục, không phải là liên tục, không phải hiện khởi liên tục được. Thì như vậy Đức Phật ngài sửa sai cái câu nói này bằng cách là ngài chỉ dạy, ngài dạy cho quá chân quá tháng, quá chân quá tá. Nói một cách đúng đắn thì chỉ cần nói rằng là Samugotama là bậc có đủ tâm minh, vậy là đủ rồi. Không, nhưng không phải vì câu nói này ở trong bài kinh này mà chúng ta nghĩ rằng dùng tâm minh để nói về Đức Phật nói cách trọn vẹn, không phải nói trọn vẹn, mà nói Đức Phật là bậc tâm minh là nói đúng đắn, chứ không phải là nói trọn vẹn. Vì nói trọn vẹn là phải nói đến nhất thiết chủng trí, như ở trong bài kinh Brahmacala Sutta và kinh Phạm Võng, ở trong cái bài trong trường bộ kinh đó, cái bài kinh số 1. Thì khi mà có đệ tử của ngoại đạo rồi dùng nhiều lời lẽ để tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán chúng tỳ kheo, thì họ chỉ tán thán vì giới hạnh của Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng cái sự tán thán đó không đúng, Như Lai còn có cái trí tuệ đặc biệt siêu việt nhất thiết chủng trí mà chưa có tán thán là chưa có, chưa phải là tán thán đúng về Như Lai. Rồi ngài mới giảng về cái nhất thiết trí của ngài hiểu biết rõ về 62 tà kiến của chúng sanh, của các vị sa môn và la môn ngoại đạo. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Thế Tôn nói như vậy, nói về ngài dạy cho cái cách nói cho đúng đắn, Samugotama là bậc có tâm minh, nói như vậy là nói cái chân chánh. Chứ còn nếu mà nói Samugotama có nhất thiết chủng trí và lúc nào cũng sanh khởi liên tục thì như vậy là nói sai. Và nếu nói Như Lai tự nhận là như vậy thì đó là phỉ báng Như Lai, là vu khống Như Lai. Nhưng mà trở lại vấn đề thưa quý vị, cái vấn đề mà gọi là Buddha Usayo Chetiyo, Phật vứt là bất khả tư nghi, thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là nội cái lô có vi đu và nhất thiết chủ trí là không thể nào mà lường được, không thể nào biết hết được về lĩnh vực của chư Phật, cái trình độ của chư Phật chúng tôi không biết hết được. Còn về cái vấn đề tâm minh thì một vị A-la-hán đắc tâm minh, A-la-hán tâm minh, thì nói vị đó là bậc có tâm minh cũng được vậy. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì không lẽ một vị A-la-hán tâm minh, bậc A-la-hán tinh văn đắc tâm minh thì ngang bằng với bậc đạo sư là Đức Phật hay sao? Cho nên khi nói đến Samugotama là bậc tâm minh đó, thì trong trường hợp đó, nó đúng là đúng ở cái trường hợp này, thay vì nói cái trường hợp nhất thiết trí khởi sanh liên tục, nói vậy là sai. Mà chỉ cần nói rằng Samugotama tâm minh là nói như vậy là nó đúng, nói về nói không sai. Còn về cái vấn đề mà Phật phức thì thưa quý vị, là vô lượng, là không thể mà bàn, không thể mà suy nghĩ ra được. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu cái chỗ đó chút, tùy theo trường hợp mà ngài nói. Thì chúng tôi xin được chia sẻ câu hỏi của quý vị, và xin phép chư tăng, vì khuya nay 3 giờ là chúng tôi phải đi lên chùa Bổ Đức để ngày bài thuyết pháp dân y ở chùa Bổ Đức, chùa sư trưởng.
Và ngày mai chúng tôi tế độ để xuất gia tỳ kheo một vị sa di, cho nên phải đi sớm, phải có mặt sớm. Xin phép chư tăng, xin thỉnh đại đức thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Tân quan hỷ giúp dùm cho trả lời các cái câu thảo luận của thượng tọa Thượng Đẳng đưa ra. Còn 25 phút nữa, xin thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa Tịnh Siêu. Xin thỉnh thượng tọa Tịnh Siêu đi nghỉ. Bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử, chúng tôi muốn dâng bài học ngày hôm nay để nói thêm một ít về tam minh mà quý Phật tử sẽ nghe rất là nhiều lần ở trong kinh Tạng, đặc biệt là Trung Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về kiến văn quảng bác, chúng ta nói về cái biết sâu sắc đó, thì đa số là chúng ta dựa trên một vài cái lý luận hay là một vài cách nói quyền biến nhất thời, một câu trả lời thông minh cho một cái câu hỏi khó vân vân, thì chúng ta gọi là sáng suốt. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái tuệ giác hay là một cái trí tuệ giác ngộ đó, thật sự có rất là nhiều cái chiều kích. Và những cái chiều kích này nó không có đơn giản chỉ nói vào một một điểm, một khía cạnh mà được. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người đến bác sĩ nói về một chứng bệnh như là bị đau chỗ nào đó, thì không đơn giản là bác sĩ chỉ xem là cái đau đó nó ảnh hưởng như thế nào, nó hành hạ cơ thể như thế nào, mà bác sĩ còn cần biết cái lịch sử và cái nguyên nhân, cái lối sống của bệnh nhân và cái nhân nào để tạo nên cái chứng bệnh đó. Nhưng mà cho dù là có được một cái hiểu biết rất là xác thực, một cách rộng lớn, biểu những cái nguyên nhân, thì cũng chưa đủ, thưa quý vị. Còn phải hiểu đến một cái gì mà nằm ngoài những thứ đó. Đối với tất cả chúng ta, như chúng ta đang có mặt ở tại đây và đang nói chuyện trong lúc này, thì những gì mà mình biết về cuộc sống đó, nó là một những gì rất là nhỏ nhoi, nhỏ bé. Cũng như người ta nói rằng một cái tảng băng hà mà trôi trên nước, thì cái phần mà chúng ta thấy được nó rất nhỏ so với cái phần chìm ở dưới mặt nước. Nhưng mà kỳ thật, đối với cái biết của chúng ta về cuộc sống đó, nó nhỏ hơn là so sánh cái phần nổi và phần chìm so với phần chìm của tảng băng hà nữa. Chúng ta không rõ là cơ thể của chúng ta mang những cái thứ bệnh gì và có thể bộc phát bất lúc nào. Chúng ta sống cách rất là mù mờ về những cái quả nào sẽ trổ hôm nay, trổ ngày mai. Chúng ta không biết rõ được là ở trong quá khứ xa xưa mình đã làm được những gì và sau kiếp sống này mình đi về đâu. Và thưa quý vị, chỉ riêng về những gì đã xảy ra để có thể nhớ biết về quá khứ, chúng ta đã không đủ khả năng. Đừng làm thế nào mà chúng ta biết được những cái đầu mối của sanh tử, cái nhân quả. Và rồi chúng ta biết được thế giới này, nhưng mà chúng ta không biết được cái gì ngoài thế giới này. Đôi khi cái biết của chúng ta rất là phiến diện. Thí dụ như là một người đem lòng say đắm yêu thương một người nào đó, có thể là vì đó người đó chưa biết được là ngoài người đó ra còn có nhiều người khác tốt hơn. Có thể là chúng ta quá ưa thích một cái chỗ nào đó,
Tại vì chúng ta không biết được những cái chỗ khác tốt hơn. Chúng ta lựa chọn cái nghề nào đó, tại vì chúng ta không biết cái nghề nào khác tốt hơn. Có thể chúng ta chọn luân hồi, sanh tử, bởi vì chúng ta không thực sự biết Niết Bàn. Và do như vậy, cái biết đúng nghĩa là cái biết có nhiều chiều kích. Chứ tôi muốn kể quý vị nghe một cái thí dụ này là ngày hôm nay đó, mà nếu chúng ta về một cái kỳ quan thiên nhiên của nước Mỹ là Grand Canyon, thì chúng ta có thể cảm thấy một kỳ quan thiên nhiên hiện ra trước mắt. Một cái canyon, một cái hẻm núi rất sâu, sâu thâm thẳm, mà chúng ta đứng ở phía trên một cái bờ cao của vực, có thể nhìn xuống một cái dòng sông Colorado River chảy tận ở dưới chân núi khoảng 4 miles, mà một con sông nhỏ bé như một sợi chỉ. Và có những đoạn của Grand Canyon mà bờ bên này qua bờ bên kia hơn 18 miles. Nó cho chúng ta một cảnh tượng hùng vĩ. Nhưng mà thưa quý vị, đối với những nhà địa chất thì Grand Canyon nó không nằm yên tại đó, mà nó là một cái hiện tượng địa chất biến đổi không ngừng. Qua bao nhiêu cái tìm hiểu, nghiên cứu từ những góc đất đến những hiện tượng địa chấn, thì người ta biết rằng đã có một thời cái nơi đó, nơi mà ngày nay chúng ta thấy một cái vết ăn mòn sâu thẳm xuống, nó là từng là một ngọn núi cao hơn cái gì rằng Everest ngày nay, rất là khó tin. Từ một cái hố thật, một cái hẻm núi rất là sâu, nghĩ đến một cái đỉnh núi rất là cao, và đỉnh núi đó đã có thời bị san thành bình địa. Và do cái chiều cao của nó, và thưa quý vị, do có cái rặng Rocky Mountain, nên đã có một cái nguồn nước chảy từ thượng nguồn của Rocky Mountain, và nó tạo thành một cái thác nước. Nhưng mà chưa hết, bởi vì cái dòng nước của cái mà chúng ta gọi là Colorado River ngày hôm nay, 2 triệu năm trước, nó là một cái dòng nước mà thưa quý vị đã chảy thẳng gần đến California. Nhưng mà bởi vì nó chảy từ Rocky Mountain, nó mang theo rất nhiều sạn sỏi, và những sạn sỏi này khi nó tuôn xuống cùng với nước thì cái sự ma sát bào mòn của sạn sỏi đó, nó giống như là một cái mũi khoan, nó giống như là những thứ mà bào mòn rất nhanh hơn là nước bình thường mà mình thấy. Ví dụ như là chúng ta nói Niagara Falls, một cái thác nước vậy, nhưng mà nước chảy xuống lại không mang theo những cái gọi là sạn sỏi nhiều. Nhưng mà ở Colorado River thì nó mang theo sạn sỏi cắt đá nhiều. Do đó nó tạo nên một sự bào mòn rất nhanh, rất lớn, và khiến cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc được cho đến ngày hôm nay. Thì như vậy, khi mà chúng ta đến Grand Canyon mà nhìn thấy cái kỳ quan thiên nhiên này đó, thì thưa quý vị, chúng ta chỉ nhìn bằng con mắt của chúng ta. Nó rất khác với cái nhìn của một nhà địa chất. Nó rất khác với cái nhìn của một nhà khoa học. Nó rất khác với cái nhìn của một người có cái tầm nhìn vượt thời gian, phải đi về quá khứ. Người ta phải lặn lội đi tìm theo những cái lớp đất từ cái thời trầm tích cho đến những cái lớp đá sau này. Người ta phải nhìn thấy cái cách nằm nghiêng của những cái hạt sạn. Đối với chúng ta thì hạt sạn thôi, nhưng mà những hạt sạn hình dài, hình bầu dục á, nó nằm cái hướng nào cho chúng ta biết rằng một thời nào đó đó là cái dòng nước nó đã chảy như thế nào. Và người ta cũng nhìn thấy những cái hiện tượng lở của hai bên bờ thành hiện tại vẫn còn tiếp tục lở, để tại đó người ta biết được cái hiện tượng địa chấn đó nó đã xảy ra, đã đang tiếp tục, và từ đó tạo thành một cái dự đoán ở trong tương lai là cái Grand Canyon nó từ từ
nó sẽ biến dạng ở cái mức độ nào. Thì thưa quý vị, không thể nào mà chúng ta nhìn một sự kiện mà trong một thời điểm, trong một khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta có thể biết được điều đó một cách rõ ràng, trừ khi chúng ta có một bức tranh toàn diện về quá khứ. Quá khứ đối với tất cả chúng ta là một cái gì rất là bí mật. Bởi vì sao vậy? Có rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể hiểu được những cái ảnh hưởng của quá khứ để lại. Ví dụ một người trai trẻ rất lớn lên, khỏe mạnh, nhưng mà rồi ở trong cái gen của mình, ở trong DNA của mình đã vốn có cái di truyền về tiểu đường mà từ cha ông, từ cha mẹ để lại. Chúng ta không biết cho đến khi bệnh tiểu đường bộc phát bệnh phát ra. Bây giờ người ta đã bắt đầu hiểu thêm về DNA và họ có thể phân về quá khứ. Quá khứ rất là quan trọng. Tại sao quá khứ quan trọng? Tại vì quá khứ nó cho chúng ta một cái tổng thể, một cái hình ảnh lớn, một bức tranh toàn diện. Mà cái quá khứ đó đó, nó lại hé lộ ra một cái hiện tượng mà tất cả chúng ta phải biết của cuộc sống. Đó là nhân quả. Do nguyên nhân nào tạo nên điều này? Thí dụ Grand Canyon, chúng thấy nước là một dòng chảy. Bảo rằng nước mà có thể đào được một cái hẻm núi vĩ đại như Grand Canyon thì rất là khó tin. Nhưng mà người ta làm những thí nghiệm cho chúng ta thấy. Thí dụ như University of Utah, họ đã lập lại một cái mô hình mà qua đó họ dùng những cái vật liệu về cát, đá, sạn sỏi và cho dòng nước chảy. Dòng nước chảy mà không có sạn sỏi nó như thế nào? Và dòng nước chảy có sạn sỏi như thế nào? Thì từ đó cho chúng ta hiểu rằng cái lưu lượng của mặt nước ấy, nó có thể là nếu nước không thì cái lưu lượng nó không đủ để làm một sự bào mòn như vậy. Nhưng mà khi nó cuốn theo sạn đá thì nó sẽ tạo bào mòn như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sự tồn tại hiện hữu của thế giới nó không đơn thuần là chỉ hiện hữu, mà ở đó nó có những cái hiện tượng nhân và quả. Cái nhân và quả này đôi khi rất là tế dị, sâu kín, vô hình, nó mất nhiều thời gian và cái chiều kích của nó không cho phép chúng ta hiểu hết, thấy hết, còn rất là khó. Nhưng mà thưa quý vị, cho dù là một người mà thấy được cái chiều kích của quá khứ, thấy được cái đầu mối liên hệ giữa nhân và quả, nhưng mà người đó chỉ biết một thế giới đó thì chưa thật sự được biết. Người đó hiểu thế giới đó mà hiểu cái gì nằm ngoài thế giới đó. Hiểu sanh tử chưa đủ, còn phải hiểu Niết Bàn nữa. Nếu không hiểu được Niết Bàn thì không hiểu được sanh tử. Nó tương tự như vậy, là chúng ta sống trong một thế giới nghèo đói, một thế giới thiếu tự do, từ nhỏ tới lớn lên. Chúng ta không tưởng tượng được thế nào là một thế giới tự do. Khó lắm. Cho đến khi nào mình rời khỏi thế giới đó, mình đi sang một nước khác, chúng ta mới hiểu thực sự là thế giới tự do. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, khi mà chúng tôi ở Việt Nam, mà ở chùa sau năm 75 á, muốn đi từ nơi này sang nơi khác á, thì phải xin một gọi giấy phép đi được. Và lúc đó thì chúng tôi nghĩ rằng chuyện đó không có gì hết. Mình đi đường cần chi phép đi đường thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi sang bên Mỹ sống rồi đó, sống Mỹ đi từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, không ai hỏi giấy đi đường. Cũng từ khi mình bị phạm pháp thôi, hay là mình phạm luật, tôi hỏi bằng lái, hỏi căn cước, chứ không giải hỏi cái gì mới đâu đi. Thì chúng ta mới đúng là thế giới tự do. Phải hai thế giới mình mới hiểu được cái sự tương phản. Nếu mà chúng ta chỉ biết được luân hồi sanh tử mà không biết Niết Bàn đó, thì chúng ta thực sự không hiểu được thế giới này. Và do vậy túc bạn minh, tức là cho đức là một cái tuệ giác nhận biết, nhớ rõ, nhận biết một cái hình ảnh rộng với cái chiều kích của quá khứ mà bình thường trong chúng ta không có được. Sanh tử minh, tức là biết những đầu mối liên hệ nhân quả. Lậu tận minh, tức là biết được
cái thuộc về sanh tử và cái gì ngoài sanh tử. Và như vậy không còn có cái mơ hồ về cuộc sống nữa. Ở đây có một vài điều chúng ta nên biết, nó rất là khác biệt. Có những người nhớ về quá khứ. Những người nhớ về quá khứ đó có thể là Phạm Thiên, có thể là Chư Thiên. Và cũng có thể trong loài người có một số người trong chúng ta nhớ về quá khứ. Chúng tôi đã từng gặp một người Tích Lan mà mới có 8 tuổi ở tại Úc. Vị này nói rằng hồi đời quá khứ đã từng là một vị tỳ kheo làm việc với Ngài Bút Khô Xá. Ngài Bút Khô Xá ngày làm việc ngày ở tầng trên của vị này là một vị tỳ kheo ở tầng dưới. 9 tuổi thôi và các vị đọc thuộc lao rất là nhiều bài kinh Bali. Những bài kinh Bali mà mình không tưởng tượng được. Nhưng mà thưa quý vị, dần dà lớn lên thì vị này đã quên mất đi. Cái nhớ đó là cái nhớ của accident, cái nhớ của tình cờ, cái nhớ của một vị mà thật sự mà có túc mạng minh là muốn nhớ lúc nào thì nhớ lúc đó. Cũng như là một người mà nắm giữ một cái hồ sơ, một cái tủ hồ sơ và muốn siêu tra một cái hồ sơ nào có thể mở hồ sơ ra để siêu tra. Nhưng mà nói về túc mạng minh thì chư vị A-la-hán có thể nhớ một cái chừng mực nào đó, thí dụ như 100 kiếp, 1000 kiếp. Còn Đức Phật thì khác. Ngài có thể nhớ, Ngài có thể muốn nhớ bao nhiêu kiếp thì Ngài nhớ. Đó là sự khác biệt của Đức Phật và các vị đệ tử về túc mạng minh. Sau cái túc mạng minh nhé, thì có cái gọi là có một cái điểm, có một cái tuệ giác thứ hai gọi là sanh tử minh. Sanh tử minh này tức là biết được cái liên hệ nhân quả, cái đầu mối của nhân quả. Nhớ chuyện quá khứ là một lẽ, mà hiểu biết rằng hành động đó, sự việc đó tạo ra cái gì, và sự việc đó, biến cố đó là nó xuất phát từ điều gì, nó là một chuyện khác. Có nhiều người có thể nhớ về cái quá khứ một đời, hai đời, nhưng mà hoàn toàn không hiểu rằng tại sao lúc đó bị như vậy, được như vậy. Thì túc mạng minh là luân hồi và sanh tử minh là về nhân quả. Và nhân quả nó là những hiện tượng mà nó khó khăn vô cùng. Giống như bây giờ chúng ta nói về COVID-19. Ta nói COVID-19 nó là một loại virus chứ không phải là một bacteria. Virus nó là một loại protein, một chất phát mà nó bám vào một cái cells. Thì như vậy đó, người ta phải bỏ rất nhiều nghiên cứu để tìm một loại vaccine. Làm cách nào đó mà để cái virus xuất hiện tấn công vào cơ thể sẽ vô hiệu hóa. Thì cái chuyện mà hiểu con virus ảnh hưởng như thế nào đến các tế bào của mình, nó lây lan như thế nào, nó tàn phá lục phủ ngũ tạng như thế nào, và cái cách nào để cơ thể nhận ra virus đó, có đủ sự đề kháng với nó, thì tất cả đều là hiện tượng nhân quả. Tất cả đều là hiện tượng nhân quả. Và cái hiện tượng nhân quả đó, nó không có đơn giản. Người ta có thể nói là virus 19 đó, nó là một virus, nó không phải là bacteria. Cái virus đó nó như vậy, như vậy. Nhưng phải mất nhiều nghiên cứu mới hiểu rằng virus đó, đó nó lây lan thế nào, nó ủ bệnh như thế nào, nó được, nó truyền nhiễm như thế nào, và nó được ngăn ngừa như thế nào. Thì thật sự đó là một chuyện khác, một chuyện không đơn giản. Bây giờ bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ nên chúng tôi muốn nói về lộn tận mình. Đây là cái hiểu sai của rất nhiều người học Phật pháp. Cái chữ lộ tận nghĩa là đoạn phiền não. Thì nhiều người thường nghĩ rằng lộ tận minh á, tức là cái tuệ giác sanh khởi rồi thành đạo, rồi đoạn tận phiền não. Không phải. Hiểu như vậy là chúng ta chỉ hiểu một cách rất là phiến diện. Bởi vì chúng tôi muốn nhắc tất cả quý vị rằng nếu lộ tận minh có nghĩa là cái tuệ giác đoạn phiền não đó, thì cái tuệ giác á, nó chỉ sanh khởi ở Đức Phật trong cái đêm thành đạo mà thôi. Và sau đó rồi thì Đức Phật sẽ không dùng cái lộ tận minh nữa. Lộ tận minh không phải là như vậy. Lộ tận minh không phải chỉ bắt đầu. Dĩ nhiên là trong cái đêm thành đạo đó, Ngài chứng đắc lộ tận minh hoàn toàn
do đó cái đoạn tận phiền não. Nhưng mà lậu tận minh thật sự là gì? Lậu tận minh là một cái tuệ giác thấy rõ giữa cái sanh tử và niết bàn. Sanh tử thì có khổ, nguyên nhân khổ, và niết bàn là có sự diệt khổ và con đường dẫn đến khổ. Tại sao thấy cái sự tương phản giữa sanh tử và niết bàn nó lại là rất là quan trọng trong cuộc sống? Điều này nó rất là đơn giản như trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Nếu một người mà luôn luôn hiểu rõ thế nào là bệnh, thế nào là lành mạnh, thì người đó ở trong cuộc sống hàng ngày, cái sự hiểu biết được áp dụng trong nhiều cái hình thái khác nhau. Họ không bao giờ ăn những thứ mà họ nghĩ rằng nó gây bệnh. Không bao giờ sống một cách bừa bãi để chuốc lấy bệnh không cần thiết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình ngày hôm nay mình biết rõ rằng những cái đồ vật mà một người lây nhiễm có thể dính COVID-19. Và do vậy chúng ta thường rửa tay. Cái cánh cửa mà bước vào ở trong các siêu thị, hàng ngàn người xài một ngày mà chúng ta biết cái cửa không sạch. Khi mà chúng ta bước vào mở cửa ra vào bên trong đó, thì họ để sẵn sanitizer cho chúng ta rửa tay. Và đi ra, chúng ta cũng lấy cái tay đẩy cửa ra, ra tới xe thì chúng ta cũng dùng sanitizer để rửa tay trước khi mở cửa xe. Bởi vì sao vậy? Chúng ta biết là rõ cái gọi là sạch sẽ và dơ, biết rõ hai cảnh giới đó. Thì cái nhìn mà phân rõ giữa niết bàn và sanh tử, giữa nguyên nhân và hệ quả đó, nó tạo thành một cái sự sáng suốt toàn thời gian, để khiến vị này không có làm những cái chuyện sai lầm. Quý vị, chúng tôi nhớ rằng có một người quen. Người quen này nói với chúng tôi rằng đã làm một chuyện rất là hối hận, là đi với một người bạn chơi sang một tiểu bang nào đó, và rồi thấy một căn nhà bán tương đối rẻ rồi mua. Sau khi mua căn nhà đó về thì mình nghĩ rằng nó được tốt, nhưng mà rồi sau đó thấy nó phiền quá, nó ở xa rồi phải bảo trì, phải tiền thuế giao cho người ta mướn, rồi người ta phá nhà phá cửa, rồi mình tốn nhiều tiền, lợi lộc không bao nhiêu mà phiền phức quá. Thì thưa quý vị, cái sự việc mà một người làm một quyết định để mua một căn nhà vì một lý do đơn giản là nó rẻ thôi đó, là người đó chỉ nhìn thấy một khía cạnh thôi là nó rẻ. Nhưng mà những cái hệ lụy phiền phức sau đó thì chúng ta phải không biết, chúng ta không để ý chuyện đó. Nếu mà chúng ta có sự cân phân giữa cái gọi là được và cái không được thì sự quyết định nó phải khác đi. Thì thưa quý vị, khi mà Đức Phật và các vị A-la-hán mà đã chứng đắc lậu tận minh rồi, tất cả các ngài, các vị mà đoạn tận phiền não đều có lậu tận minh hết. Nhưng mà lậu tận minh đó không đơn giản là chỉ biết có sanh tử, chúng ta nhớ như vậy, bởi vì nó còn biết cả niết bàn. Và biết cả niết bàn thì không bao giờ có cái ảo giác gì về sanh tử hết. Một vị đã biết niết bàn rồi không có ảo giác về sanh tử. Cũng giống như là chúng ta đã thực sự sống ở một thế giới tự do, đã tự do thật sự rồi, thì chúng ta không bao giờ có cái ảo giác gì về một thế giới mà ở trong đó đóng khung, một thế giới luôn luôn hối lộ, một thế giới mà chính quyền không có tôn trọng nhân quyền, bất kể luật pháp, bất chấp vân vân, chúng ta không biết. Chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta không ảo tưởng một việc đó. Thì như vậy, tam minh là ba thứ tuệ giác. Cái tuệ giác của Túc Mạng Minh là cái tuệ giác có một cái nhìn rộng về thực tại. Thực tại ở đây bao gồm cả hiện tại và quá khứ. Sanh tử minh là tuệ giác
nhận biết được những cái liên hệ giữa đầu mối này và cái hệ quả kia. Đó là một chuyện khác. Lậu tận minh là một cái nhìn mà hiểu được cái sự tương phản giữa Niết Bàn và sanh tử. Ba cái chiều kích đó, thưa quý vị, nó lớn lắm. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Và khi mà Đức Phật Ngài dùng cái tam minh để mà Ngài trả lời cho Vajragotta, thì Vajragotta mới hiểu rằng tại sao cái trí tuệ mà nói rằng lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi đều có hết. Nói như vậy là không biết gì về tuệ giác hết. Ví dụ rõ ràng, ở trong tam minh này là ba thứ khác biệt. Ba thứ khác biệt không thể một lần lúc nào cũng nhớ về kiếp quá khứ, hay lúc nào cũng nhớ về Niết Bàn, phải vậy. Khi mà hiểu về tam minh á, thì chúng ta mới hiểu là tại sao khi Vajragotta nghe câu trả lời Đức Phật, Vajragotta mới thấy rằng cái cách nói rằng tuệ giác là nó tồn tại 24 giờ lúc nào cũng có, dù đi đứng nằm ngồi cũng có, là một chuyện không có hợp lý. Và phải nói một điều rằng quý Phật tử khi mà đọc vào trong kinh điển riêng về Tê Vít Chá hay là Tam Minh đó, thì thông thường ngay cả những vị sư học lâu đó thì cũng nghĩ rằng Túc Mạng Minh, Sanh Tử Minh hay Thiên Nhãn Minh nó chỉ là một, hai ở trong sáu lục thông. Lậu Tận Minh cũng là một trong lục thông, không đơn giản như vậy. Cái lục thông Aphinya và thần thông là khác, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến Tam Minh là chúng ta phải hiểu rằng tuệ giác ở đó trong một cái chiều kích hoàn toàn khác. Và nên cẩn thận về điểm này, phải rất cẩn thận. Tê Vít Chá, Tam Minh rất khác với Aphinyana là lục thông. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị, vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ rành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.